bà con đi bao đăng vô nè cô chú. Ở đây đây là cá dồ biển. Bà con làm nghề lú, làm nghề lú lẫn te luôn, buổi sáng mở biển đều luôn. Cái này là may mắn mới vô đây phải không chị? Dạ. Anh xách lên, anh xách lên em chụp tấm hình được không? Thì ra tới đó là đứng sừng hết, nước ròng không thể ra biển được nữa. Em hết chơi cái này được 4-5 triệu à? À 4-5 triệu luôn hả? Dạ. Bà con mình khu này em thấy nuôi hào nhiều nè, rất rất là nhiều luôn á. Xong rồi để xuống là hào nó tự nó bám nó lớn. Cái này là cũng cỡ 1 năm rồi đó hả chú Hải? Là 2 người, 4 người, 6 người, 8 người. Dạ em chào buổi sáng cô chú anh chị các bạn đang xem video nha. Ngày mới, chúc cả nhà luôn có thật nhiều sức khỏe và bình an. Hiện tại là 6 giờ sáng nè. Em đang có mặt tại Dàm 30 tháng 4, cửa biển 30 tháng 4, thuộc ấp Thống Nhất. Ở bên phải cầu á, theo hướng nhìn ra biển, ở bên phải cầu là ấp Thống Nhất, còn bên trái là ấp 14, xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. Thì ở đây mình về tới gành hào dưới kia là khoảng 35 cây số, còn lên khu nhà mát á, là khoảng 10 cây số. Đây là một cái cửa biển cũng khá nhỏ thôi cô chú, nhưng mà có cái địa thế cũng gần biển, kiểu cái địa thế cũng thấp gần biển nên bà con mình sinh sống xung quanh đây em thấy cũng tương đối. Hiện tại thì nước đang còn ròng này, như cô chú mình xem thì nước đang ròng. Ở đây rất là đẹp luôn, như cô chú mình xem từ trên cao đó. Bà con mình ở đa số các dàm á, thì đều làm nhà lưng tựa ra biển, lưng tựa ra sông. Rồi đa số ở đây thì cũng làm biển bằng những chiếc vỏ lãi. Em thấy là đa số bà con mình ở đây là làm nghề đẩy te ruốc, rồi lưới cá khoai, nghề rập xếp, rập bát quái á, hay còn gọi là lú, và thẻ bao đăng. Đó là những cái nghề mà bà con mình sinh sống ở đây, bám biển ở đây để sinh sống. Ở đây cũng ngay gần cánh đồng điện gió luôn cô chú, cánh đồng điện gió Bạc Liêu của huyện Hòa Bình. Vào sâu trong dàm trong kia khoảng độ 1 cây số thì bà con mình cũng còn có nuôi thêm hào nữa. Buổi sáng hôm nay thì em mời cô chú anh chị và các bạn mình cùng với em đi vào cửa biển 30 tháng 4 để xem tình hình cuộc sống mình bà con ở cửa biển này nha, ở dàm này sống như thế nào, và xem những mặt hàng hải sản cũng như là phía trên kia là chợ Vĩnh Hậu để coi bà con mình sinh hoạt chợ thế nào. Xem video thì cả nhà đừng quên ấn like cũng như là đăng ký kênh để tiếp thêm động lực nha cô chú anh chị. Bây giờ thì em mời cả nhà mình cùng theo dõi video luôn. Mấy em học sinh đi học cô chú nè. Trường ở đâu con? À, trường khúc kia ha. Mấy em này bữa em gặp rồi cô chú anh chị. Sáng mấy em nhỏ đi học.
trời ở đây buổi sáng đúng đẹp luôn á cả nhà, mát mẻ. Cầu này là cầu chùa Phật, buổi sáng này đứng ở đây ngắm cảnh là đúng bài luôn. Ở đây thì có kiểu mà nước lớn nước ròng rất là rõ rệt luôn cô chú à. Nước ròng là ròng tới 5-7 cây số ngoài biển lận, nó ròng nó lòi cát ra tới ngoài luôn. Những cái lúc nước ròng là lòi kiểu này lên cô chú nè, tại vì ở biển á, ở gần biển mà, các cái dàm cửa biển thì thủy triều nó sẽ phụ thuộc vào biển. Khi biển lên biển xuống thì trong đây nó cũng theo vậy đó. Rồi, thả vô đó hả? Bà con mình phải chờ nước lớn mới ra dàm được, còn không là khó. Một chiếc thẻ đăng vào đó cô chú. Buổi sáng này bà con đi thẻ đăng vào nè. Em đang còn đứng ngay khu vực cửa biển luôn. Gần khu vực cửa biển hiện tại là nước đang ròng lắm. Nhà mình xem nè. Hai anh, một anh một chú ngư dân đang còn đi mở biển để đẩy te ruốc á. Đợt này là vào mùa ruốc của khu vực này nè cô chú. Dọc cái bờ biển Bạc Liêu, từ cái chỗ Vàm Cái Cùng trong video trước cô chú mình xem á, đến khu vực này luôn, là bà con mình làm ruốc quanh năm, nên cô chú mình có thể thấy từ trên cao á. Em bay flycam đi chậm, cô chú mình thấy ở đây ghe te rất là nhiều, vỏ te rất là nhiều. Cả nhà xem buổi sáng á, nắng chiếu đẹp lắm. Ngồi ngoài đây cảm giác yên bình đó cô chú. Tiếp tục là một chiếc đẩy te mở biển. Bà con làm nghề lú, làm nghề lú lẫn te luôn, buổi sáng mở biển đều luôn. Lú hôm qua em tới thì trúng lắm cô chú à. Đợt này đang còn đợt trúng cá đù nè, hôm qua em tới rất là trúng luôn. Đó, hiện tại thì em thấy có một anh đang còn bơi đi đặt lú gần bờ cô chú. Đặt trên một chiếc giỏ rất là nhỏ luôn. Rồi đi cả nhà mình thấy đó, đi ở khu vực này cái bãi biển á, có một cái đoạn sình gần cửa biển. Này là khu vực mà lúc nước lớn thì ra vào rất là thoải mái, nhưng mà lúc nước ròng á là bà con mình chạy ra tới cửa đó, ngay đoạn đó là mắc kẹt hết rồi kìa, đứng tại chỗ luôn rồi. Kiểu nhìn cảnh tượng này là vừa thương mà vừa thấy buồn cười nữa cô chú. Cả chục mười mấy hai chục chiếc giỏ chạy ra tới đó là đứng sừng hết. Nước ròng không thể ra biển được nữa là đứng sừng ngay tại đó hết. Thương là vì bà con mình cũng siêng năng đi làm, nhưng mà gặp phải tình cảnh này thì cũng không thể nào đỡ được. Nước cạn cô chú mình có thể thấy đó, lòi những cái bãi bồi lên luôn, những cái bãi cát lên luôn. Một chút thú vị về cái bãi biển ở khu vực Bạc Liêu này cho cô chú anh chị và các bạn mình xem ở đầu video. Thường những chiếc giỏ nhỏ như vậy á cô chú, là bà con mình đi làm đăng vào, hoặc là đi đánh bắt cái gì đó gần bờ vào. Nói chung là cũng đa nghề lắm.
Vỏ này 3-4 người đi luôn. Chắc là đi bắt nghêu bắt sò về gần bờ nè. Thì như từ đầu video cô chú mình xem tới giờ á, buổi sáng ở đây thì bà con mình cũng diễn ra như vậy đó. Đa phần là bà con mình sẽ mở biển, chạy biển và làm việc, chứ không có đi làm buổi sáng vào. Thường thì buổi sáng có nghề bao đăng á, nghề thè vào. Nhưng mà đợt này không có đồ rồi bà con mình nghỉ cũng nhiều cô chú. Hôm trước thì em có tới đây sớm một hôm, có quay được cái đoạn video mà bà con mình làm nghề lú, nghề rập xé, nghề rập bát quái vào á để bán hải sản. Thì bây giờ em mời cả nhà mình cùng xem đoạn video đó trước khi mà trở lại vào buổi sáng ngày hôm nay để đi chợ nha cô chú anh chị. Bây giờ em mời cả nhà nha. Bây giờ là gần 4 giờ chiều á cô chú. Đây là thời điểm mà bà con mình đi đặt lú vào. Như bao cửa biển khác thôi. Thường thường ở các cửa biển ở miền Tây á, là mấy anh mấy chú ngư dân sẽ vào dừa để bán. Em sẽ coi thử tình hình nghề lú bà con mình ở đây đặt có những cái mặt hàng hải sản gì nha. Kênh Sơn Phú Quốc em. Hả? Coi rồi hả? Cái cửa biển này của mình gọi là cửa biển gì em? Hả? Cửa gì em? Cửa biển 30 tháng 4 hả? À, nhìn trên bản đồ thì nó cũng không có cô chú anh chị. Hôm nay đánh gì là đỡ cho em trai? Hôm nay đánh gì là có đồ chưa? Cũng êm rồi đó ha. Nghề lú ở đây thì em thấy vô cá đù nhiều cô chú nè. Cá đù, tôm sắt. Đó. Chế là người nhà hả? Chị là người nhà hả? Dạ. Người nhà là tới đây lừa ra rồi đưa cho dựa mua ha. À vậy ha, dạ. Vậy là bà con mình đi đánh bắt ngoài biển vô, xong rồi người nhà tới đây để lừa ra riêng ra cô chú anh chị. Này, tôm sắt nè. Con tôm này gọi là tôm gì hả chị? Tôm bạc ha. Dạ. Nó bắn chuông với tôm sắt luôn hả? À riêng ha, dạ. Rồi cá lù đù. Nghề lú ở đây đó cô chú. Bà con mình đặt cũng ít lú à. Tầm này là 4 giờ chiều nha. Ở đây thì đa phần bà con mình sẽ đi biển vào buổi chiều nha cô chú. Đi sáng đi chiều vô, chứ không có đi buổi sáng vô nhiều. Buổi sáng không biết là có nghề đăng hay không thôi, chứ để nghề lưới với nghề lú này là buổi chiều mới vô. Ôi 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 ôi. Nguy hiểm. Cũng may mắn một cái là vô trong dừa này là gặp một cái anh chủ dừa cũng là khán giả luôn cô chú à. Nên xin quay nó cũng dễ. Cô chú mình phải biết á, ví dụ như ở miền Trung em có mấy anh em cũng làm YouTube chung. Thì ở miền Trung là sẽ bà con mình sẽ vô dọc bờ biển, rồi người ta sẽ xuống tới nơi cân nên dễ. Còn về miền Tây này á, là phải chạy vô từng dừa để mình mua. Để mình gọi là xin quay dừa nào cho quay thì mình mới được quay. Cá đù size lớn của chú nè. Cá đù lớn này em biết bán được nhiêu ký không? 50 em. 50 hả? Má nó vô đại thua luôn không được đó nghe. Nó sợ lắm á. Cái này như cái hổm nha, coi rồi mà. Cái này. Đó. Đó. Bạn lớn lớn. Cá lớn lớn không cô chú? Dạ không có 4 cái lọp mà, vô cá đồ bạn mấy chục ký nè. Đi biển mà đòi nón kết chịu gì nổi trời. Nay có nhiều không anh? Dạ. Bán rồi ha. Bển bán rồi cô chú ơi. Cá đù lớn nè. Ở đây là không có tôm tích đồ gì luôn ha anh.
mùa này chưa vô cái mùa của nó. À vậy ha. Chưa bám đúng. Mùa này chủ yếu là chơi tôm sắt với lại cá đù này thôi ha. Tôm với cá. Dạ. Tôm sắt ở đây không có giá trị. Dạ. Còn tích lớn dạ. Trời ơi, có đùn lớn chưa? Anh bắt giùm em một con bự á. Dạ. To cả nhà, cái này chắc cỡ 3-4 con một ký rồi. Cỡ 3 con. Cứ để ăn tới đó o luôn. Vô cá bò trên đá này nghe trời. Nhiêu đây lú là bao nhiêu cái vậy anh? 120 cái, dạ. Mình đi từ mấy giờ tới giờ? 5-6 giờ sáng. 5-6 giờ sáng, dạ. Ủa vậy hả? Chồm dữ lắm, chồm hả? Dạ. Nghề lú này, kiểu cái lú này nó rất là mắc tiền cô chú. Nếu mà mình mua mới là hình như 550-600 một cái lần. Người ta mà ăn chồm vậy bán cũng có khi được cỡ nửa giá đó. Cho nên là kinh tế khó khăn rồi làm không ra tiền rồi thành ra chồm cắp nhiều lắm. À, ý là quánh đêm có đồ hơn mà không dám quánh á ha. Dạ. Đêm là coi như mình làm ngày đêm được 2 cử á. Dạ. Cấp này là vô hì hì luôn á. Cô chú mình xem đây một chiếc nha. Rồi tuốt ngoài kia vô 2-3 chiếc nữa. Cái xóm này bà con mình sống sát biển luôn. Nên là chắc chắn rồi cô chú. Chắc chắn là chỉ có làm biển mới sinh sống được thôi. Lên đồ xong là để người nhà trên đây bán. Rồi mấy anh em ra giỏ để về chỗ neo cho chiếc khác vô. Ở đây nếu cô chú mình xem đằng đầu á, đoàn giới thiệu của em thì chắc cũng thấy được là ở đây là chắc em nghĩ 95% là bà con mình làm biển bằng giỏ rồi. Ủa bán bớt rồi hay là hôm nay được nhiêu đó vậy anh? Không có anh. Không có hả? Hôm nay được nhiêu đó đó hả? Ừ. Dạ. Cũng tùy chiếc. Hả? Phải chỗ nào cũng chỗ nào đâu. Ủa vậy hả? Chơi. Con trai nhiêu tuổi rồi? Ở đây. Dạ. 5 tuổi. 5 tuổi hả? Trời, 5 tuổi ra đây ngồi lừa rồi. Ra đây chơi á chứ. Hôm nay nhiêu đây đồ chân bán hết được nhiêu tiền chị? Chiều ha. Là người nhà mình đi hay là có phải mướn người thêm không? Mướn thêm người hả? Dạ. Mướn thêm người, một người là trả ngày nhiêu chị? Chiều bạn được 200. Dạ. Chạy tổn này lú này thì cũng không có cao lắm cô chú à. Ngày chắc cũng 200-300 ngàn tổn. Đi đâu vậy? Vẫn còn có lời đôi chút. Cái này là may mắn mới vô đây phải không chị? Dạ. Chứ thường thường là lớn này cũng ít có đúng không? Dạ. Chị là người nhà chủ ghe luôn ha. Dạ. Cũng đỡ cô chú, thấy làm có cũng đỡ, cũng mừng. Cá thấy ham thiệt. Nè. Sao sao
đi bay tàu biển đúng không? Đúng rồi, em đi chắc anh coi cái đáy hàng khơi của em quá. Dễ hả? Cà Mau lên đây ha. U Minh hả? Khánh Hồi đồ dễ ha. Đúng rồi. Dạ. Sao cái này mình không thiết kế thử cái lô anh? Hay là nó nhỏ quá? Cái lô mình khi gặp sóng gió mới thì mình nó khẩm mũi. À khẩm mũi quá không làm được hả? À. À. Em có kéo không? Lái không à hả? À sắp. Năm nay nhiêu tuổi rồi em trai? 15 tuổi hả? Đi mừng được lâu chưa? Thằng năm nay rồi hả? Rồi đi mừng sớm dữ vậy. Sao không đi học? Đi học quá nghỉ rồi. À. Có điều kiện đi học cô chú ơi. Xuồng nhỏ gặp trời sóng thì nó khẩm không có làm lô được cả nhà. Kéo lú này mà kéo tay là nó nặng dữ lắm. Kéo vất vả lắm mà mấy hôm nay trời nắng nữa nè. Đó. Cô là người nhà ha. Dạ. Còn cô là đi lừa mướn hả? Là lừa công ha. Dạ. Lừa theo ký hay sao cô? Lên ghe ăn trải 50 trăm. Dạ. Tùy tùy chủ ghe ha. Dạ. Dạ. Chị bên kia là chủ ghe. Chủ vỏ. Hôm nay như vậy là có đồ chưa chị? Hôm nay như vậy là có đồ chưa? Dạ. Dạ, hôm nay vậy là đỡ rồi ha. Dạ. Cũng mừng cả nhà ơi. Ngoài nghề lú thì còn có nghề lưới cá khoai và đẩy te ruốc nữa cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay hình như là ruốc nó thất hay sao á, bà con mình em thấy neo nhiều. Đây là một chiếc lưới cá khoai vô nè. Đợt này á thì cá khoai trên đây làm không có ăn mấy, em có hỏi anh chủ nầu á. Còn ở dưới khu vực Cà Mau ở đất mũi đồ gì thì chúng. Còn trên đây thì không ăn thua lắm. Rồi chào em trai nha. Chào dễ thương quá chú, cô chú. À, đây chắc là hai cha con từ ở dưới U Minh lên á. Nghe anh nói là dưới U Minh lên, Khánh Hồi lên. Nay có lý không anh? Dạ. Cũng đỡ, hình như cũng đỡ cô chú à. Trời ơi. Được bao nhiêu đó cá khoai hả? Được có một bọc cá khoai à. Ồ. Cá khoai, cá phèn, à, cá đù, cá phèn. Đi đánh cá khoai mà ít cá quá cô chú. Đây là mẹ cá đù của ghe lưới á. Ghe lưới thì em thấy tươi. Cũng tốt con nữa. Cái thu nè. Cái này tối mình đi từ mấy giờ anh? Đưa cái sổ bỏ ra. Có bọc đâu. Ai kiếm cầm bọc đi. Này mình đi đêm từ mấy giờ chú? Mấy giờ anh? Đi từ mấy giờ? Trễ đi là 5 giờ, 6 giờ. 5 giờ, 6 giờ, dạ. Một lần là đi 2 giờ, 3 giờ. Dạ. Cái này là mình đánh ngày nào cũng vô chú ha. Dạ. Đi sáng ra chiều vô. Đó là dàn lưới của chú. Lấy nước đá để mối cá. Chuẩn bị lấy để tối chạy hả chú ha. Dạ. Tôm. Tôm này có giá hơn hay tôm sắt có giá hơn hả chứ? Chị. À dạ.
nửa cái bự vậy. Thôi nửa đi tao mua nửa kia 3 tí vậy. Không, cho nước ấm đi nha con ơi. Đúng rồi ạ. Ôi da. Tao đi tắt cho kia 3 tí thôi, chứ 2 kia 3 tí. Cái nước ấm thì mày lấy. Con tôm trắng trắng là tôm gì em quên mất tiêu chị. Tôm bạc. À tôm bạc đúng rồi. Hồi nãy mới hỏi xong mà quên. Tình hình chung thì vẫn như vậy đó cô chú. Em thấy trên đây bà con mình làm có ăn nè. Đợt này đang làm có ăn hơn nè. Ngày cũng chiều ngoài 2 chiều vậy. Người nào trúng thì có khi 3-4 triệu. Tổn cũng không lớn. Chạy vậy em thấy có lời là mừng rồi. Tiếp tục tới đây gặp thêm mấy cô chú cũng khán giả luôn cả nhà. Dạ nước đá vô ha. Bán xong rồi được nhiêu chứ? Được nhiêu? Chiều 3-80 hả? Dạ. Đó cô chú à. Em hỏi sương sương một vài người thôi, người chiều 3, người chiều 4, người 2 chiều mấy vậy đó. Đây là ghe lưới cá đù, à, lưới cá khoai nhưng mà vô cá đù nhiều. Cá khoai được có 4-5kg à. Đây là anh chủ nậu, anh tên gì anh? Trinh. Anh Trinh, dạ. Đó, anh chủ nậu. Em vô xin cái anh biết cho nên là anh cũng dễ anh cho quay cô chú. Một là cặp dừa bán. Dạ chào anh. Dạ hai là bà con mình sẽ vô dọc bờ kè như vậy cô chú. Em đang chạy lượn lượn ở xóm. Ở xóm sát biển luôn. Dàm này bà con mình gọi là dàm 30 tháng 4. Cửa biển 30 tháng 4. Dạ. Mấy chị tranh thủ lừa để đi bán. Cái này mình lừa để bán chờ hay bán dừa chị? Thì bán mối, mối tới đây nó mua. Dạ, mối tới đây cân ha. Ừ. Dạ. Chị nghe giọng chắc cũng người miền ngoài. Dạ. Ủa đi đâu mà ra đây? Dạ em đi quay YouTube quay phim. À, vậy đó hả? Dạ. Con cá ngát. Cẩn thận. Mực của chú nè, mực tôm. Cũng như nhau thôi cô chú. Hôm nay như vậy là có đồ phải không chị? Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Dạ cỡ chừng 3-4 ngày nữa. Dạ em về em cắt nữa. Dạ. Kênh Sơn Phú Quốc. Dạ. Có coi quay đáy chòi đúng không? Đáy đang không? Dạ dạ dạ. Hồi nãy anh nhìn em anh cười là em biết rồi. Dạ. Hôm nay em đi toàn gặp. Dạ. Hôm nay đi toàn gặp người quen. Dạ. Trên những cái cầu này em xuống giỏ một xíu cô chú. Vui quá, hôm nay đi quay thật sự rất là vui luôn á cô chú à. Ủa đi kéo có một mình hả anh? Đi 2 vợ chồng à. À đi 2 vợ chồng hả? Dạ. Hôm nay làm đỡ quá nè. À, thì ngày này nó cũng có ngày này ngày kia. Dạ. Ừ. Như lù đù nhỏ là được nhiêu ký anh? À, nhỏ nhất là 6.000-7.000 tùy theo. Dạ 6.000-7.000. Còn tầm trung là 3-40-50-60 ha. À. Dạ. Con lớn nhất là bao nhiêu anh? Con lớn nhất 40-50. Dạ 40-50. Bự nữa, mình bữa nay mình không có cá bự. Dạ. Cả nhà mình thấy sự khác biệt của khu vực cái mặt biển Đông với lại biển Tây bên kia không? Bên kia thì bà con mình đánh lú em thấy vô nhiều tôm tích. Vô nhiều mực này kia, còn bên đây chủ yếu là cá đù với lại tôm sắt với tôm bạc, đó là những cái ấy chính. Bên đây là có mùa tôm tích không á anh ha? Ờ, nó động thì nó chỉ trong một thời điểm nào đó thôi à. Dạ chứ nó không có nhiều như mặt bên kia ha. Nó im lại cái là hết. Dạ. À nói chung là quanh năm mình chủ yếu là đánh cá đù. À, dạ quýnh cá đù quýnh tôm cũng có nữa. Dạ tùy theo mùa. Dạ tùy theo ngày. Nhà của bà con mình ở xóm biển cô chú. Gió biển hát vô.
nó dễ bị sát tôm sát này rồi nó ăn nó mục. Hết rồi đó ha anh. Ừ, hết rồi ha. Dạ hôm nay bán hết được vài ba triệu không? Dạ hết trơn, chắc được 4-5 triệu à. À 4-5 triệu luôn hả? À. Dạ đã quá ta. Phải chi thường xuyên được gì bà con mình cũng làm giàu được nè. À, nó cũng ăn mai thôi. Dạ mai thì được ha. Dạ anh tên gì? Anh Trung. À anh Trung. Dạ dễ thương quá. Bữa nào trời nó im im mình quấn nó ngay chỗ may mắn. Dạ à vậy là ở đây là trời em là đánh ngon hơn ha. À, dạ à ở ngoài em thì đặt lú á, trời sóng á, thì là nhiều đồ. À. Dạ còn ở đây thì trời em nhỏ, mình vợ nhỏ nên sóng gió không dám ra. À không dám ra ha. Dạ với lại à, hai vợ chồng đi có phụ nữ nữa cô chú. À. Dạ sóng quá rồi gọi là không có ra, không dám quýnh. Dạ đây là cái hoàn cảnh ở xóm. Nhà cửa ở đây cũng không khang trang cô chú. Thật ra mà đi làm biển á, làm lớn á thì có thể mới có tiền, còn làm nhỏ thì thường bà con mình đắp vào ghe cồ, đắp vào giỏ, đắp vào dàn đồ nghề chứ không có dư được bao nhiêu đâu cô chú anh chị. Nên là cuộc sống ở biển đa phần vẫn là tương đối khó khăn. Đây bà con mình phơi cá cô chú nè. Cái này là đặt lú vô cá đù, có cá đù rồi phơi hoặc là mua lại. Cái này của nhà mình hay mình mua lại mình phơi làm phơi cô? Phơi mua ha. Dạ. Cái này cá đù ha. Đù không? Dạ. Cái này mình làm rồi mình bán hả cô? Ờ, làm bán. Dạ. Làm bán. Nhưng mình phơi khô rồi mình bán cái này được nhiêu ký? 130-140. Dạ 130-140. Cái này là khô mặn ha. Khô vừa ăn chứ không có mặn, còn đây muối không có muối mặn. Dạ. Vừa ăn. Vậy là vừa ăn luôn. Muốn nước mắm không ai, bởi khu queo này. Dạ. Mắm bột ngọt. Ớt. Mấy bữa nay thì nắng cực kỳ gắt luôn cả nhà. Bữa nào cũng 30-40 một chiều chứ hết rồi. Dạ. Cái này cân hết rồi. À cứ chiều là người ta cân ha. À chiều dạ. Sao mình đốt cái này gì cô? Đốt trên có 1-2 gùi nó bay lại. À đốt khỏi gùi nó bay ha, khỏi gùi nó tới ha. Lấy khói khỏi rồi nó lại nó bu nhiều, đảm bảo vệ sinh cho người ăn người tiêu dùng. Dạ cô mừng khô mười mấy năm rồi. Dạ phơi mấy chỗ luôn, hai chỗ. Từ cầu chùa Phật đi bên, từ bên ấp 14 qua ấp Thống Nhất, đi từ cầu chùa Phật. Sao cô? Dạ cô lên Vĩnh Hậu hả? Rồi cô lên xe đi. Dạ dạ có bà con được chưa cô? Dạ dạ bà con mình giang xe cô chú. Dạ có người ta cho giang, có người con, mà cho chứ người ta to nữa. Dạ. Ủa cô đi lên chợ Vĩnh Hậu hả? Ừ. Dạ, con cũng chạy tới chợ. Đây lên chợ Vĩnh Hậu là 4 cây số cả nhà, khoảng 3-4 cây số. Đây là đường 30/4. Con ở đâu lại? Dạ, con ngoài Phú Quốc á. Đúng rồi, Phú Quốc rồi đi vô đây. Dạ, con đi quay phim. Đó hả? Dạ. Dạ đó, ngoài những nghề đánh bắt thì ở đây bà con mình còn làm những cái vuông, những cái đầm nuôi tôm á cô chú, nuôi tôm nuôi cua.
đường ở đây cũng đẹp lắm, đường láng mà dễ đi. Cô chú mình xem thời điểm hiện tại mới là 6 giờ sáng thôi mà 7 giờ sáng thôi mà nó nắng cỡ này rồi đó. Trời mấy hôm nay nắng dữ lắm. Dạ. Dạ. Đất đây giờ cũng có giá cô ha. Dạ. Bây giờ người miền Bắc miền Trung vô nhiều cô chú anh chị. Đây, những cái đầm nuôi tôm của bà con mình á. Khu vực gần gọi là xã của chú Đông à. Đây là trường mầm non. Đây là trường tiểu học. Qua bên cầu Thống Nhất là mình sẽ tới được khu chợ Vĩnh Hầu nha cô chú anh chị. Đông lắm, buổi sáng bà con mình đi chợ cũng đông lắm cô chú. Dạ dạ dạ. Có gì đâu cô. Dạ. Đây để con từ từ có từ chờ con xíu, con dừng chỗ kiếm chỗ dừng. Đây. Dạ dạ. Sao bán dép. 3 đôi 100. Rồi bây giờ đi tiếp nha cô chú anh chị. Em thấy có một chỗ anh bán cua với bán tôm thì phải. Đi chợ sáng nha cô chú. Anh bán cua. Tôm nè, tôm sú lớn nè. Tôm này tôm nuôi chú ha. Ừ, tôm lan. Tôm thiên nhiên á. Ôn thiệt hả chú? Tôm thiên nhiên á ha. Dạ. Tôm lớn quá trời luôn. Cái này bao nhiêu một ký chú? 400 mấy. Dạ 400 mấy. Đây coi chú. Trời ơi. Tôm đã lắm cả nhà. Con này nè, như con này là đúng màu thiên nhiên này cô chú nè. Màu tự nhiên á. Con kia thì em không biết, nhưng mà như con này em đi nhiều thì thường em biết cái chân nó đỏ hơn. 400 mấy, tôm lớn á. Con này ăn là xứng đáng luôn á. Chứ giờ mối ai cũng mối hết, mình đi hết ra làm gì. Cua. Cua này là cua vuông chú ha. Đủ thứ cua. Dạ, trời ơi. Cái này mà gần nhà mua về ăn cô chú à. Em thì đi xa quá. Cua cầm lên thấy nặng tay lắm. Cua này thì được cái sống dai. Chú như cua lớn lớn chỗ này bao nhiêu tiền ký chú ha? Dạ, như size này nè. Dạ, 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 cảm ơn chú nhiều. Dạ. Thôi, có gì đâu, không tiện nói giá thì thôi. Dạ, con cảm ơn nha chú. Bán quần áo. Đồ ăn sáng, rồi trái cây, rau củ. Cô chú mình xem sáng có 7 giờ sáng thôi mà nắng ghê lắm. Nắng mà chịu muốn không nổi buổi sáng luôn à.
ăn sáng, chế bán bánh lọt. Bánh lọt nhiêu phần chứ? Bánh lọt nhiêu phần? Dạ 5.000 nha. 5.000 hả? Dạ. Cho em 2 bịch đấy. Dạ. Cấp này bán đỡ không? Dạ bán cũng ra gai được nha. Thanh Minh đó, em nghĩ vậy. À đúng rồi, hôm nay là ngày đầu của Thanh Minh nè cả nhà nè. Dạ. Dạ. Bánh lọt. Dạ, cái này em bỏ màu lá dứa không mà em bỏ phẩm màu. Dạ. Dạ. Em rồi. Dạ. Dạ, cho em để đây đi, chút em ra lấy. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Có một khu chợ bà con mình che bạc bên trên luôn. Che bạc bên trên luôn cả nhà. Đó, cô bán xôi. Bán vé số tối mới gặp tối qua. Dạ. Chân cô bị sao vậy? Nó bị thần kinh tỏa. Thần kinh hòa với gai cột sống rút hả? Ngày mình bán được nhiều không? Ngày bác bán được nhiều không? Trăm mấy tờ hả? Dạ. Nè con thay mặt chú Huệ Thành ở bên Pháp, con gửi cho bác một phần quà là 200.000. Dạ. Dạ, của chú Huệ Thành ở bên Pháp á. Dạ. Rồi, chúc cô sức khỏe nha. Dạ, con không mua số đâu. Dạ. Đường đi trong đây cũng hẹp cả nha. Chắc là em sẽ lường chờ sương sương thôi. Hôm nay là ngày Thanh Minh á. Bắt đầu Thanh Minh cho nên là bà con mình khả năng là bán đồ cũng ít. Cô ăn bánh tét. Dạ con xin quay xíu nha cô. Bánh tét. Bánh tét này nhiêu đòn hả chế? Dạ. Bao nhiêu? 25.000. Dạ. Rồi. À, chả với xôi. Bán đồ ăn sáng. Dạ em cảm ơn chế. Ở khu vực này em đi riết nó bị quen miền cô chú anh chị. Trái cây. Bà con mình ở khu vực này cứ kêu anh là Hia, còn chị là chế. Cho nên là em đi rồi biết em cũng quen miền. Đây tôm. Tôm mực. Nói chung mà đây là sạp và hải sản lớn của chú nè. Nhiều mặt hàng nhưng mà hôm nay Thanh Minh thì thấy cũng vắng. Mua rau mua trái cây. Đường chật lắm cả nhà, hai hàng xe chạy là kín rồi. Bà con mình ở khu vực ấp 14 dưới kia á, với lại trên đây, với lại ở khu vực này luôn, ở khu vực xã này luôn, là đi nếu mà muốn đi chợ á, là về chợ này hết cô chú anh chị. Này anh chị bán đồ ăn vặt. Cái đó là bún chay ha anh. Dạ bún chay, cho em hộp bún chay. Dạ cái này nhiêu anh? 10.000. Dạ. Với bán đồ ngọt. Này cái này gọi là bánh gì anh á? Bánh ướt ngọt.
bánh bò da lờn, rồi bánh ít khoai lang này kia. Dạ đây em gửi anh. Dạ cảm ơn anh. Đó, bánh bò, bánh in, xôi nếp in nè, cái này là nếp in nè. Bánh bò nữa. Bánh bò da lờn là có một cái lớp da lờn ở trên, nếu cô chú ăn nó đỡ khô. Đường đây mà xe đầu hai bên là không có chỗ cho người đi luôn. Lan chan chan mà đi cô chú. Em đi cũng gần tới cuối chợ rồi. Đi rồi. Hải sản em thấy có một sạp màu qua cả nhà. Mua rau củ trái cây. Đây sạp bán cá của anh chị nè. Đây cá phèn, anh đi đánh bắt hả? À dạ, cái này từ đánh bắt về rồi bán luôn ha. Cá phèn này nhiêu ký hết chứ? Dạ 80. Đây cá chẽm, còn cá chẽm, à cá chẽm cũng 80 luôn. Dạ giá rẻ này cả nhà nè. Rồi cá đuối nhỏ, bên kia là cá ba thú với cá đù. Cá chốt, cá nục, cá nâu. Ở cuối chợ đây là hải sản. Cái này bán đỡ không chứ? Bán được em. Dạ. Nay Thanh Minh chắc người ta cũng ít đi hơn đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thanh Minh thì chậm hơn. Dạ đây. Cá nâu nè. Cá nâu này nhiêu tiền ký hả chứ? 280. Dạ 280. Hai con hơn 1 ký. Hai con hơn 1 ký. Trời ơi. Đã vậy. Cá nâu này cô chú biết làm gì ngon không? Cá nâu em thấy như một cái kiểu đặc sản của khu vực biển này luôn á. Cá là hàng đặc sản ngon á. Dạ ngon. Cá nâu này làm gì ăn ngon hả chứ? À kho chế giác đồ gì á ha. Dạ. Đó. Cá nục nữa. Cá ngừ. Cá đối. Dạ em cảm ơn chế nhiều. Dạ. Cái kia là giải đồ khô. Trời ơi. Dạ. Cá chẽm. Bên đây gặp một chị biết em cô chú nè. Chị hay coi hả? Có mấy con cá chẽm quá trời bự cô chú nè. Quá trời bự luôn. Sạp của chị đây là cũng khán giả. Mấy con chẽm này chẽm tự nhiên hả chứ? Ờ chẽm tự nhiên. Dạ. Trời. Quá trời bự luôn. Trong vuông á. Dạ. Cái này hả? Cái này em không bằng chị ơi. Cái này chị bảo mới được tí. Cái này là gì? Nhá.
Rồi, em đi tới đây cũng là hết chợ rồi cô chú anh chị. Đi ngược lại cô chú anh chị. Kẹt xe rồi. Bà bán mấy loại trái nè, cà pháo. Dạ. Cấp này bán đỡ không bà? Dạ. Bà cười, nói chung là bán cũng chậm cả nhà. Dạ. Cái này là miếng bắc luôn hả? Dạ, miếng bắc luôn. Bà cũng nói dòng miền Bắc cả nhà. Chúc bà bán đắt nha, chúc bà sức khỏe. Dạ. Từ khúc này ra tới cửa biển á cô chú là tầm khoảng 1 cây số. Bà con mình khu này em thấy nuôi hào nhiều nè, rất rất là nhiều luôn á, chạy dài đâu khoảng 300-400 mét, hai dãy hai bên của cái dàm. Em sẽ lường ngang để xem thử cuộc sống của bà con mình ở đây nuôi trồng như thế nào. Đây, em tới nhà của mấy anh, mấy chú bà con ngư dân mình nuôi hào cô chú. Cái này là hào sữa hả anh hả? À, hào đá luôn ha. Dạ. Cái này là mình nuôi mấy tháng rồi mình mới thu hoạch đây anh? Năm ngoài rồi ha. Dạ. Mặc áo như lịch sự hả? Mấy anh em dễ thương quá. Đây cô chú, cái này là kiểu mình mua hào giống mình thả hay là nó tự nó cấy à? Dạ, nó tự. Cái này hào tự nhiên nó vô. À tức là tự nó sinh sản rồi tự nó lớn luôn hả? Dạ, đúng rồi. À. Có một cái vỏ xe anh để xuống để cho nó đu. À. Có cái vỏ xe ha. Dạ. Dạ. Đi ra ngoài làm trời. Ngồi đi cái gì? Chú thấy có YouTube thì chú trốn luôn rồi. Nè, như hào này bây giờ mình nếu mà trưởng thành rồi mình bán được bao nhiêu một con anh? Dạ tùy loại anh. Dạ, như cái kiểu lớn lớn kiểu này thì sao anh? Mày 3-4 con. 3-4 con 1 ký. Dạ. Là 1 ký bao nhiêu anh ha? Cái này 27-28 ngàn. Dạ. À tức là ở đây thì bà con mình nuôi hào đá. Hôm trước em xuống đất mũi á cô chú là nuôi hào sữa thì là phải mua giống, còn cái này là thiên nhiên nó tự nó sinh rồi tự nó lớn luôn. Đây là cái ruột của con hào cô chú nè, ruột lớn á. Nước ở đây là nước mặn luôn ha. Dạ. Từ cửa biển đổ vô có tầm cả cỡ cây số thôi cả nhà, cho nên là nước mặn. Cái ruột nó lớn ghê. Này bây giờ nhu cầu hào của các nhà hàng, các quán ăn cũng nhiều. Cho nên cái nghề này là em nghĩ cần được gọi là phát triển nè. Đó, nguyên một dãy hào dài luôn. Cái này tiền vốn đầu tư cũng khá cao cô chú nè. Đây tìm kênh Sơn Phú Quốc. Cô chú mình lâu rồi có thấy lên Sơn Phú Quốc hả? Dạ. Hai cô chú mình chắc lâu rồi cũng chưa có thấy cái kiểu mà bà con mình chạy đi bán những cái đồ gia dùng hàng ngày cái này nè. Nè, như máy chơi game đồ gì nè, lâu lắm rồi em cũng mới thấy đó. Cái móc khóa này nè. Móc khóa này 20 ngàn đấy mà. 20 ngàn hả, lấy em một cái thôi. Đúng rồi, mới hàng cái xuống thôi. Dạ. Bán đỡ không? Bà trời ghê quá. Để hầu,
Để cái này đi. Dạ. Nó giống nhau hết ha. Hết nhau hả? Kênh gì đấy, để về em mở em coi nào, kênh gì đây? Dạ, kênh Sơn Phú Quốc. Sơn Phú Quốc hả? Dạ vâng. Cái này, này. À, cái trả cái này. Dạ. Rồi lấy một cái thôi. Đó. Mua cậu dâu đi. Ồ, dây thắt lưng. Dạ cảm ơn anh. Dây thắt lưng này đúng là kiểu xa xưa luôn nè. Hiện tại thì em đang còn xuống vỏ của mấy anh mấy chú ngư dân mà làm nghề nuôi hào ở đây nè cô chú nè, để đi xem thử bà con mình đi bắt con hào á, với lại coi cái mô hình ở dưới đó, cái cấu tạo của nó ra sao cho cả nhà mình xem thử nha. Trời đang cực kỳ nắng luôn, nắng gắt lắm. Cái này là thường thì tới cái kỳ lớn á, là từ lúc bắt đầu mà mình thả cái bánh xe xuống cho nó bám hào vô á, là khoảng 1 năm. Tới kỳ lớn thì bắt đầu mình sẽ đi thu hoạch dài dài á cô chú. Được một cái là khi mình đi thu hoạch đấy cô chú anh chị, là mình sẽ có một cái bè kiểu này mình che mát, mình lần tới dần dần cũng đỡ là nó không có nắng mấy anh mấy chú á. Những cái vỉ hào của mình ấy cô chú là nằm ở dưới, sâu ở dưới á, cả thước ở dưới. Mình sẽ dùng những cái chục chỗ này nè, mình quay cho nó lên, cảo lên. Đây, hào bám ở dưới đây. Nặng lắm cả nhà. Cố định lại, cột lại. Đây là những cái vỏ bánh xe mình cắt đôi ra, xong rồi mình sắp theo hàng về cô chú nè. Cứ cách tầm em thấy cỡ tấc, tấc ngoài là mình sẽ có một cái, xong rồi để xuống là hào nó tự nó bám nó lớn. Cái này là cũng cỡ 1 năm rồi đó hả chú Hải? Dạ. Đây nè, như bên đây cô chú mình coi sẽ rõ hơn nè. Cái mớ này là thu hoạch rồi ha. Cái dãy này rồi là bắt rồi. Những cái vùng nước mà kiểu ở khu vực miền Tây mình đó cô chú, thường phù sa nhiều cho nên màu nước nó như vậy á, chứ không phải là nước dơ đâu. Dạ. À, bắt đơn giản vậy thôi hả ta? À, cày lấy tay bẫy cái là ra. À, xả nước ngọt. Ha, nước ngọt là có hao hụt. À, đúng rồi cô chú ạ. Tại vì mình nuôi các loại thủy sản thì đều vậy mà. Hải sản á, gặp nguồn nước ngọt là cá cũng chết. Sao anh có cầm dao không? Cầm dao đi à? Khoan ha, cầm dao đi, tôi đi ổng về YouTube. Cầm dao không được đâu. Đâu có gì về cách che lại chứ không sao đâu. Một bè này thu hoạch luôn là được cỡ bao nhiêu ký chú? Này, nhiều ký, cả tấn á hả? À. Nguyên một dãy này chừng nhiêu nhiêu cái bè? Để không hết. Nói chung mình cứ làm theo từ từ ha. À. Cứ làm theo từ từ. Dạ. Làm năm nay qua năm khác. Dạ. Chúng tôi dù À,
theo em thấy cô chú thì cái nuôi hào sữa ở dưới khu vực đất mũi là bà con mình phải mua giống để thả xuống, còn nuôi hào đá này thì mình thả bánh xe xuống thì nó tự nó bám rồi nó tự nó lớn. Thì cái này là chủ yếu là cái tiền vốn mình bỏ ra là tiền mình đóng những cái bè này rồi phi nè, rồi trong quá trình làm thì nó sẽ có hao hụt nếu mà gặp cái nguồn nước ngọt, còn lại là em thấy nó đỡ hơn là nuôi hào sữa một xíu. Nó bám vào bánh xe nó bám cũng dễ bậy cô chú à, tại căn bản cao su nó bám cũng không được chắc, cho nên là lấy tay tách là ra. Đâu mình kéo lên đi. Dạ. Mình lấy xong là mình chỉ việc thả xuống là bắt đầu nó tự nó bám tiếp ha. À, đúng, dạ. Bám tiếp. Có con vèm xanh nữa kìa. Nuôi trồng mà chúng là bà con mình cũng làm giàu được á. Đây. Chỉ duy nhất một cái vỏ xe mà được hơn phân nửa bồi của chú nè. Cái này chừng 15-20 kg gì đi chú hết. À, 10 kg. Bám vào bánh xe nè. Em trai tên gì nãy giờ anh chưa biết nữa. Tên Ninh. Ninh hả? Dạ. À. Chắc em làm đây cũng lâu rồi ha. Làm thì làm lâu rồi mà cũng nghỉ hoài. Cái này là đúng kiểu là ngâm tay mình cả ngày dưới nước đó cô chú. Chủ yếu là nước ăn tay ạ. À. Nước bùn, nước sình này nó cũng hay bị ăn tay nữa. À. Đó, em có hỏi thăm thêm được một số thông tin nữa cả nhà. Tức là muốn ra đây nuôi thì bà con mình sẽ đấu thầu với bên gọi là bên nhà nước á, mình thuê, coi như là mình thuê cái vị trí này nè, mình làm rồi tới kỳ mình đóng bao nhiêu vậy đó, rồi ra đây mình sẽ làm dọc bờ sông. Còn riêng về cái này em thấy nè, là chủ sẽ không có kiểu mà bị lỗ được, tại vì cứ giống thì nó tự nhiên nó bám vào rồi tự nhiên nó lớn. Nếu mà năm này mà ví dụ như lượng nước ngọt nó quá nhiều nó chết á, mà không đạt á, thì mình sẽ còn năm sau các năm khác, tại vì mình một cái bè này mình đóng mình sử dụng được khá lâu nè. Rồi trừ tiền nhân công gì ra nữa thôi, em thấy tỷ lệ nếu mà lỗ là chắc khó. Dạ. Nhưng mà sợ nhất là vẫn là sợ mùa mưa. Mưa mà mưa quá nhiều á, rồi trên ruộng xả nước xuống thì mình đây mới bị ảnh hưởng. À, còn nếu làm ngày là ngày 250 cô chú à. Một tháng quy ra cũng được 7,5 triệu. Dạ. Mà nhìn chung công việc về nghề hào này nếu mà thường ngày cái này nó cũng không nặng lắm đúng không chú? Thì nó chỉ là lội nước nhiều. Dạ, nó lội nước nhiều. Mình thu hoạch hào thì mình bưng bê này thì nói chung nó cũng tương đối thôi chứ không có nặng. Đúng rồi, mấy chục ký. Dạ. Mấy ký. Cấp này là bà con đi bao đăng vô này cô chú. Ở đây bà con mình gọi là nghề thẻ đăng, thẻ bao đăng. Ồ. Như vậy là ít bò rồi đó. Dạ. Đông lắm, thấy một chiếc mà đâu cả 5-6 người đi á cô chú này, vui không?
em tiếp tục quay lại cái dừa hôm mà cô chú mình xem ở đoạn đầu video. Đi đăng trên đây thấy có ăn hơn ở dưới khu vực Kinh Tư, ở xóm Gò Cát. Thấy nhiều đồ. Ủa? Đây nữa hả người đẹp? Cá đối, cá Úc. Đây là hải sản của nghề đi đăng nha cô chú. Cá đối, cá Úc, cá phèn. Có tôm nữa. Cá khoai. Cá khoai đó là cũng của đi đăng luôn đó hả cô? Đi thè. À đi thè đó, dạ. Đi thè. Vui quá cả nhà, thấy một chiếc mà 5-7 người rồi gì vui quá. Ở đây thì đồng bào bà con dân tộc Khmer nhiều lắm cô chú. Những người nào mà em phỏng vấn mà cô chú xem á, là dòng hơi lớ lớ á, là bà con người Khmer. Lúc nãy mấy anh em ở trại Hào á, cũng là bà con người Khmer. Lúc này là em ra lại khu vực cửa biển. Đó, một chiếc làm nghề thè đăng. Là 2 người, 4 người, 6 người, 8 người. Đông vui thật sự luôn. Đây, cá khoai này cũng là của đi thè luôn nè. Đó. Nhỏ lớn có đủ. Đó, tôm kìa cô chú kìa. Chiếc vỏ nó bao nhiêu tôm luôn. Bên đây là cá khoai. Nói chung nghề đăng em sẽ thấy có những mặt hàng giá trị là cá khoai là 1, tôm là 2, cá đối là 3, cá đù là 4. Hiện tại là nước đang còn ròng, quá ròng luôn cô chú à. Nước đang lớn dần. Trước khi nước lớn á, là lên tuốt trên cao đây là mình bước xuống vỏ thoải mái luôn. Còn khúc này đang còn cách ở dưới cả vài mét á. Thè đăng. Ở đây nghề này đi đông vậy là vẫn biết được bà con mình kiếm ăn được nha cô chú. Tại vì đi đông này là tiền trả công với tiền chia đồ gì phải có người ta mới đi. Cô chú anh chị các bạn mình xem đông vui thật sự luôn á. Chắc cái video này cả nhà mình xem nó sẽ rất là dài. Nhưng mà cô chú mình thông cảm nha. Tới mỗi nơi thì sẽ có những cái đặc trưng đặc thù của từng nơi. Nên là quay kỹ một xíu cho cả nhà mình hiểu về cái cuộc sống của bà con mình á. Cái đối lớn. Cá lù đù. Bà con mình đi từ 8 giờ tối hôm qua. Tôm nè. Đó, tôm. Vỏ này bao nhiêu tôm luôn. Tôm bạc với tôm sắt.
Dạ, cá dù biển ha. Nhiều chỗ gọi là cá út luôn. Có cá út là khác nữa ha. Dạ. Cái đó cá dù. À, dạ. Nhìn nó cũng tương đối giống nhau, em chưa phân biệt được cô chú à. Đây là cá dù biển. À, cá đối. Tôm. Cái dạng đăng này á, là bà con mình cắm sẵn ngoài biển luôn cô chú nha. Xong rồi tới giờ là mình cứ ra mình lấy. Đi một xuồng là 7-8 người. Ủa chú, cái dạng đăng này của mình gồng cỡ nhiêu chú? Hả? Ý là nó gồng cỡ nhiêu ha? Ý là chiều dài á. Dạ, chiều dài á. Chiều dài cây số. Cỡ cây số, mà hai bên đúng không chú? Hai bên, mỗi một bên cây số. Dạ. Là mình chừa lại một cái hồng cho nó vô hả? Cái hồng là mình cũng cây số luôn. Cũng cây số luôn. Dạ. À. Chiều dài 1 cây, chiều bằng 2 cây. Dạ. Vậy là nó hình chữ C á ha? Ừ. À, dạ. Làm hình chữ C. Đây, một chiếc nữa vô cô chú nè. Cái đăng này thì tùy vào mỗi ngày chứ không có nhất định cái khung giờ vô nha cô chú. Nhiều khi 5 giờ sáng đã vào rồi. Còn nhiều khi là như hiện tại bây giờ là 9 giờ rồi nè. Cũng tùy ngày, tùy nước lớn, nước rộng á. Bà con mình thì phải chờ nước lớn mới bắt đầu chạy từ ngoài biển vào được. Chứ không là mắc cạn giống như hôm qua cả nhà mình xem. Giống như đoạn đầu video cô chú mình xem. Con này chừng nhiêu ký anh? Con này chừng nhiêu ký? Đủ ký à? Anh xách lên em chụp tấm hình được không? Rồi ok anh. Đẹp quá. Quá đã luôn cô chú à. Trời ơi. Cá thiên nhiên nhìn con này đúng đã luôn á. Mình chạy từ trong bờ ra xa không? 3 cây số. 3 cây số hả? Từ trong dạm mình ra ha. Dạ. Nó làm sát bờ thôi cô chú à. Mà cái lượng hải sản là rất là ấn tượng luôn. Làm ban đêm cho nên cũng đỡ cả nha. Làm ban đêm thì nó đỡ mệt hơn. Chứ còn ban ngày thì trời nắng nóng chỗ này, làm trên vỏ này không có gì che á, vất vả. Cá khoai hết sức ngon luôn cô chú à. Bây giờ thì thời lượng video cũng khá là dài rồi. Em cũng tranh thủ chạy tới điểm mới á cô chú.
chắc là em cũng xin phép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video ủng hộ em. Bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong video tiếp theo của em nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều.